Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thông Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương ân đức Tam Bảo các Phật tắc. Arahang Samma Sambuddho Bhagavato Bhagavantang Abhivadimi. Rakkhato Bhagavata Dhammo Suppatti Bhagavato Sevaka Sangho Sangha Namami. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương ân đức Tam Bảo cách vắn tắt, xin gia hội chư Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tiến hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn đồng nhau cả thảy. Sa thú lành thay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục về cái phần vượt bận lưu của câu hỏi của Dạ Xoa La Quá Khá. Thì để vượt qua cái bốn dòng nước lũ lụt thì cần phải có cái niềm tin, và cái niềm tin này thì được đặt vào ân đức Tam Bảo. Cho nên Đức Phật này dạy với Dạ Xoa La Quá Khá rằng là với tính vượt bậc lưu, như tính vượt bậc lưu, thì khi đặt niềm tin vào ân đức Tam Bảo, đó chính là ân tin vào ân đức Phật, ân đức Pháp hay ân đức Tăng, hay là tin vào ân đức Phật bảo, ân đức Pháp bảo, ân đức Tăng bảo. Và trước tiên chúng ta phải tìm hiểu về cái ân đức Phật bảo. Ân đức Phật bảo chữ Pali là Buddha-guna. Ân đức này rất là vô lượng vô biên và cũng không thể mà nói hết cho được, không thể mà suy xét đến tận cùng được. Thì chúng ta có thể tóm gọn cái ân đức Phật bảo qua ba cái chi tiết. Mà chưa biết đức là khi nói tới ân đức Phật bảo hay là ân đức Phật thì chúng ta sẽ gom vào ba cái ân đức, tức là ân là cái tịnh đức, tức là quý xuất thí vú ná. Tịnh đức là gì? Tịnh đức là chỉ cho Đức Thế Tôn đã diệt tận mọi cái phiền não, dù rằng là thô thiển hay là vi tế thì ngài cũng sẽ không còn. Do vậy cái hành động, lời nói và cái sự suy nghĩ của Đức Thế Tôn được là trọn lành. Nói một cách ngắn gọn là thân ngữ và ý của Đức Thế Tôn được trong sạch trọn vẹn, cho nên cái này được gọi là cái tịnh đức quý xuất thí vú ná. Điều thứ hai là nói tới ân đức Phật, chúng ta phải nhấn mạnh tới một cái điểm là cái bi đức của Đức Thế Tôn. Dòng Pali gọi là Karuna, Karuna, Guna, là Đức Thế Tôn có cái tâm thương xót đến tất cả chúng sanh. Khi thấy chúng sanh mãi còn lăn trôi ở trong biển khổ luân hồi, cũng giống như cái người mẹ có tâm thương mến đến đứa con như thế nào thì cũng vậy, Đức Thế Tôn có tâm thương tưởng đối với chúng sanh như thế đó, và muốn cho chúng sanh thoát khỏi cái khổ sinh tử luân hồi để đến nơi an lạc là như vậy. Và cái ân đức thứ ba là ân đức cao tột nhất, tức là cái tuệ đức. Tuệ đức chữ Pali gọi là Banh Nha Gú Ná. Thì Đức Thế Tôn ngài có một cái trí tuệ siêu việt, không một ai trong cái thế gian này có thể sánh bằng. Thì trong tập Bát Tí Samhita Mắt Gá, tức là phân tích đạo đó, phần giảng về cái trí, tức là Nhana Katha này, thì ngài Xá Lợi Phất ngài có nêu ra rằng có sáu cái trí trong tất cả có 73 trí, tổng cộng tất cả có 73 trí, mà trong 73 trí nó có sáu cái trí này chỉ dành cho đức chánh đẳng giác mà thôi. Ngay cả đức Phật độc giác hay là thượng thủ sinh văn cũng không thể nào có. Cho dù rằng đó là trí của đức Phật độc giác
hay là trí của thượng thủ tinh nhân cũng không thể có, không thể có. Thì sáu là trí, đó là thứ nhất là trí biết được khả năng về các quyền của người khác, chúng ta đây gọi là indriya paro pariyatayatpanyana, tức là trí này Đức Thế Tôn biết được cái chúng sanh này có quyền nào mạnh, quyền nào yếu, chẳng hạn vậy. Cho nên trí này được gọi là trí biết được khả năng về các quyền của người khác. Tức là indriya paro pariyatayatpanyana, tức là Đức Thế Tôn ngài biết rõ chúng sanh này có ít bụi. Chữ ít bụi, chữ Pali gọi là apparo yakhe. Chúng sanh này có ít bụi, chúng sanh này có nhiều bụi. Chữ nhiều bụi Pali gọi là mahara yakhe. Hoặc là Đức Thế Tôn biết rằng cái người này có ít bụi, người này có nhiều bụi. Vì sao ngài biết được? Vì người này, người nào mà có niềm tin là người có ít bụi. Còn người nào không có niềm tin, đó là cái người có nhiều bụi, nhiều bụi. Cho nên khi mà Đức Phật ngài đi tế độ là chỉ tế độ được những cái người có niềm tin mà thôi. Còn người mà không có niềm tin thì Đức Thế Tôn thấy rằng không cách nào tế độ được, cho nên đôi khi ngài sẽ không có tế độ. Rồi, cái người mà có sự tinh tấn đó là người có ít bụi, còn người biến nhát là người có nhiều bụi. Đó là cái tiêu chí thứ hai, thì nói cái người ít bụi và nhiều bụi là như vậy. Rồi, cái người mà có sự ghi nhớ, tức là có niệm đó, là người có ít bụi. Và người mà không có cái thường hay quên lãng là cái người có nhiều bụi. Rồi, người mà có cái tâm được định tĩnh là người ít bụi. Còn người có cái tâm phóng dật, tức là tâm tản mạn đó, là người có nhiều bụi. Cho nên Đức Phật ngài tùy theo biết được cái người này có cái quyền mạnh yếu, hay là cái người ít bụi hay là nhiều bụi như thế vậy. Hoặc là người nào mà có trí đó là người có ít bụi, và người nào mà không có trí đó là người có nhiều bụi. Tức là giống như cái người mà tam nhân có thể chứng đắc được đạo quả thì cái người này được gọi là người có ít bụi. Còn cái người nhị nhân, hoặc là người lạc vô nhân, hoặc là người khổ thì người này gọi là có nhiều bụi. Đây là cái trí mà ngài thấy được là như vậy. Tức là trí thứ nhất là thấy được chúng sanh có bụi, có nhiều bụi, đó là một cái trong những cái trí mà để thấy khả năng về các quyền. Thứ hai, về trí về các quyền đó là chúng sanh này có năm quyền nhạy bén. Những năm quyền nhạy bén là tích thiên trí giác, tích thiên trí giác, nó từ chữ tích khá là nhanh chóng cộng cho yên trí giác, tức là năm quyền này nhạy bén là tích thiên trí giác. Rồi chúng sanh này có năm quyền chậm lục là mú đinh trí giác, mú đá là chậm chạp, mú đinh trí giác. Thì người nào mà có cái niềm tin là người có năm quyền nhạy bén. Người nào mà không có niềm tin là người có năm quyền chậm lục. Người nào có tinh tấn là người đó có năm quyền nhạy bén. Người nào lười nhác là người có năm quyền chậm lục. Người nào có sự ghi nhớ vững vàng, tức là có niệm vững vàng, là người có năm quyền nhạy bén. Người lười nhác, người quên lãng là người có năm quyền chậm lục. Người mà có được định tâm định tĩnh là người có năm quyền nhạy bén. Người không có cái tâm định tĩnh là người có năm quyền chậm lục. Người có trí là người có quyền nhạy bén.
Người vô trí là người có quyền trăm luật. Người ngài, người Đức Hạ, Đức Phật ngài biết rõ cái quyền của mọi chúng sanh là như vậy. Tương tự như vậy thì Đức Thế Tôn ngài biết rõ cái người này có cái hành tướng tốt, à, tức là Swakara, người này có cái hành tướng tốt, và cái người này có hành tướng xấu, tức là Dwakara, các bạn. Thì người nào có năm quyền là người có hành tướng tốt, người nào không có năm quyền là người có hành tướng xấu. Người là có năm quyền là người dễ hướng dẫn, tức là số nguyên nha bá giá. Người mà không có năm quyền là người khó hướng dẫn, chữ Pali gọi là đú nguyên nha bá giá. Đây là trí biết rõ sự khả năng của người khác, của đấng Như Lai như vậy. Thì nhờ cái trí này mà Đức Thế Tôn thấy được cái quyền của người nào mạnh, à, và cái quyền nào yếu. Thì đối với cái quyền nào mà yếu thì Đức Phật ngài thuyết pháp hợp với cái quyền đó để nâng cái quyền đó lên cao, à, để cho phù hợp với cái quyền đang có như thế nào vậy. Ví dụ đối với người này có tấn quyền đang mạnh nhưng mà cái định quyền đang chậm chè, nó yếu, thì Đức Phật ngài thuyết lên những cái pháp môn nhằm khơi dậy cái sự tĩnh lặng, nhằm khơi dậy những cái sự yên tĩnh để giúp cho cái định quyền nó tăng trưởng, nó ngang bằng với cái tấn quyền. Với những người mà có trí quyền nhạnh mạnh nhưng mà cái niệm quyền, tính quyền yếu, thì Đức Phật ngài dẫn ra những cái điều giúp cho người đó đặt niềm tin vào Đức Thế Tôn để nâng cái tính quyền lên, để ngang bằng với cái tội quyền. Hoặc nhưng mà đối với người mà có tính quyền cao nhưng mà cái tội quyền thấp, thì Đức Phật ngài thuyết ra những bài pháp chủ yếu nói về cái trí tuệ, để người đó suy quán những pháp thâm sâu, để người đó đưa cái trí mình tìm hiểu những cái pháp thâm sâu đó để nâng cao cái trí quyền lên cho nó ngang bằng với tính quyền, vân vân. Với những người mà có cái niệm quyền yếu thì Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng những bài pháp để cho nâng cho cái tội quyền nó lên cao lên. Và trong tất cả năm quyền tấn tính, tính tấn niệm định tuệ, thì niệm quyền phải là chủ yếu, niệm quyền phải là tốt cho tất cả mọi trường hợp. Còn nếu mà tính quyền cao quá và tội quyền thấp quá thì vì tính quyền cao quá thì người này có thể tin, nhưng mà tin nhiều khi là tin càng, tin bướng, tin không có suy xét, nó dẫn tới cái mê tín, dẫn tới những cuồng tín. Còn mà trí quyền cao quá thì người này cứ suy luận, cứ tìm những cái chỗ này, nghĩ cái này nghĩ cái kia, nó vẫn sẽ dẫn tới cái hoài nghi, những cái nghi hoặc. Như vậy hai cái quyền này nó phải song song với nhau, nó cân bằng với nhau. Rồi, chẳng hạn như vậy. Nếu mà người mà định quyền nhiều quá thì nó sẽ dẫn tới cái sự hôn trầm thủy miên. Bởi vì khi mà ngồi nhiều quá nó dẫn tới buồn ngủ, dẫn tới cái tâm giả dội, uể oải. Thì Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng lên cái pháp tinh tấn để cho nâng cái pháp tinh tấn lên. Thì khi mà cái pháp tinh tấn nó năng động, nó cao như vậy thì nó sẽ đẩy lùi cái pháp uể oải, cái pháp biến nhát đi. Và nếu khi mà cái tấn quyền nó quá mạnh, nó vượt trội, thì nó sẽ làm cho cái tâm của hành giả nó sẽ bị phóng túng, nó sẽ bị phóng dật, nó sẽ bị tản mạng, đúng không? Thì Đức Phật ngài dạy cái pháp giúp cho cái định quyền nó tăng trưởng sức mạnh để nó cân bằng với cái tấn quyền. Mà khi mà cái định quyền nó cân bằng thì nó làm giảm sức mạnh của cái tấn quyền đi, khiến tấn quyền nó lui sụt xuống và nó mới ngang bằng với cái định quyền. Định quyền có một cái đặc điểm là thích yên lặng, thích cái tĩnh lặng, còn tấn quyền thích phóng túng, như thế vậy. Cho nên hai cái pháp này sẽ được cân bằng với nhau. Khi mà định vượt cao mà tuệ thấp kém thì Đức Phật ngài nâng cho cái tuệ lên. Biết người này cái tuệ đang thiếu kém, nhưng cái định đang nhiều, mà tuệ thiếu thấp kém. Ví dụ như Đức Thượng Phật thấy cái người này có duyên lành, như là những du sĩ hay là những bà la môn,
những người này thiên về cái thiền định, nhưng mà cái trí tuệ để mà đột phá chấm dứt cái vô minh thì còn thấp kém. À, cho nên Đức Phật ngày trước là những pháp thiên về trí tuệ, à, đem để đem cho cái trí quyền nó tăng lên, à, và nó ngang ngang bằng với cái định quyền. Rồi nếu mà cái người mà có định quyền cao, xin lỗi, người mà có trí quyền cao mà định quyền thấp, thì Đức Phật ngày trước là những cái pháp môn về thiền định, à, để cho người này tu tập để cái định quyền nó ngang bằng với trí quyền, mới dẫn tới chứng đạo quả. Như vậy thì do cái trí biết được cái quyền của người khác, tức là biết được quyền chúng sanh, thì Đức Phật ngài tế độ chúng sanh bằng cái trí này, nó là như vậy. Một loại trí thứ hai của Đức Thế Tôn, cái trí này chỉ có Đức Thế Tôn có là thôi, mà những vị cường thủ tinh văn như Đức Xá Lợi Phất hay là ngay cả Đức Phật Đồng Giác cũng không có. Đây là cái trí thứ nhất. Cái trí thứ hai là trí biết về khuynh hướng và pháp ngũ ngầm của chúng sanh. Chúng ta đây gọi là Asaya Nusaya Nhana, tức là cái Asaya là pháp ngũ ngầm, Anusaya là pháp không có ngũ ngầm, tức là trí về khuynh hướng ngũ ngầm và pháp ngũ ngầm, khuynh hướng vào cái pháp ngũ ngầm của chúng sanh đó. Ở đây Đấng Như Lai thấy rõ cái khuynh hướng, tức là Asaya, là chấp nhận cái sự một quan kiến sai lầm, tức là một cái chủ trương hay là một cái chủ thuyết không đúng theo với sự thật, tức là nói chung là cái tà kiến đó. Nhưng mà cái tâm tánh chúng sanh này thích về cái tà kiến, nó nghiêng về tà kiến. Tuy nhiên chúng sanh này có thể chứng đắc được đạo quả, và ngài thuyết lên cái pháp để phá vỡ cái tà kiến đó đi. Ví dụ như trong thời Đức Phật, người ta thích thú về cái sự khổ hạnh, và cho có người cho rằng cái khổ hạnh là những cái người mà thực hành khổ hạnh sẽ dẫn tới sự giải thoát chẳng hạn như vậy. Đây là một cái quan kiến cũng sai lầm, bởi vì bám vào cái sự khổ hạnh. Thì lúc đó Đức Phật ngài thấy người này có trí, người có thể chứng đắc được đạo quả chẳng hạn vậy, thì ngài thuyết lên cái bài kinh gọi là sợ hãi khiếp đảm chẳng hạn vậy, hay là cái sự mà thực hành khổ hạnh của ngài nó cực kỳ khốc liệt, để cho thấy rằng cái quan điểm mà cái khổ hạnh đó nó không có dẫn về đâu cả, nó chỉ là vô bổ, nó chỉ là tự làm khổ mình mà thôi. Thì cái Asaya đó là cái khuynh hướng không đúng theo sự thật như vậy. Nói rõ hơn đó là cái khuynh hướng của tà kiến, là chấp nhận đoạn kiến hoặc là chấp nhận thường kiến. Và nếu người đó có duyên lành thì Đức Phật ngài sẽ dùng cái pháp để phá vỡ cái đoạn kiến đó, hoặc là phá vỡ cái tà kiến đó, cái thường kiến đó. Thì hai quan điểm này là do nắm vào cái tự ngã, tức là cái ác tá. Và Đức Phật ngài chỉ ra thấy rõ rằng cái mà họ nắm vào cái ác tá đó, nó không có, cái ác tá vốn nó không có, tức là cái bản ngã vốn nó không có. Do gì nắm vào cái bản ngã đó đó, cho nên mới chấp vào cái thường kiến hoặc là chấp vào cái đoạn kiến, nó là như vậy. Đây là những chúng sanh có khuynh hướng vào về cái tà kiến, cho nên một cái khuynh hướng nào cho rằng một trong năm uẩn này nó là thường hằng thì cũng thuộc về tà kiến, hay cho rằng năm uẩn này sau khi mệnh chung đều bị tiêu diệt là cũng làm rơi vào cái đoạn kiến. Ví dụ giống như phần lớn cho rằng sau khi chết cái linh hồn này nó đi tái sanh, chẳng hạn vậy. Sự tái sanh nó có, nhưng mà cái gì đi tái sanh thì những người này không nắm bắt được, cho nên cho rằng đó là có một cái linh hồn nó tái sanh, nó đi từ cảnh giới này sang cái cảnh giới khác. Như ở trong bài kinh ví dụ Tấm Giải chẳng hạn vậy, thì Tôn giả Sát Tý, con của cái người thì trước đây có người đánh cá đó, thì tuyên bố rằng là như ta theo ta hiểu đó, là pháp của Đức Thế Tôn có một cái thức này nó thường hằng
nó di chuyển từ cái cảnh giới này sang cảnh giới khác. Thì cái đây là một cái dạng tà kiến mà các vị tỳ khưu mới nói cái tôn giả Sa Tý rằng này tôn giả chớ cái xuyên tạc Tứ Thiết Tôn. Tứ Thiết Tôn bảo rằng cái thức này, Tứ Thiết Tôn dạy rằng những thức này do duyên sinh, mãi duyên nó bị vô thường thì cái thức này cũng bị vô thường chứ không có thường hạn. Ủa vâng, đại khái như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy là những chúng ta nào có duyên lành thì Đức Phật Ngài nêu ra những cái pháp môn để phá vỡ cái tà kiến đó. Và thì ngược lại có những cái chúng sanh mà không có tiếp nhận cái hai cái cực đoan này, tức là có những chúng sanh không chấp vào cái thường kiến cũng không chấp vào cái đoạn tiên đoạn kiến nha mà, thì Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng pháp hợp theo cái sự hiểu biết của cái vị đó, và những vị này tiếp nhận hợp theo pháp tùy thuận sinh lên, tức là hóa pháp theo cái pháp mà duyên khởi duyên sinh lên cho hai vậy, do tính chất của duyên và vị đó có thể chứng đắc được đạo quả. Thì Đức Thế Tôn Ngài thấy rõ chúng sanh này có khuynh hướng về dục chẳng hạn vậy, có nặng về dục, có cái tính nghiêng về dục, theo vũ dục. Rồi thì Ngài thuyết lên cái pháp mà loại trừ đi cái dục ở trong cái tư tưởng của chúng sanh này. Đức Phật Ngài nói là như là các dục thì vui ít khổ nhiều như vậy. Cái dục các dục lạc này giống như là cái người cầm mà đốt cái tấm cái ngọn đuốc đó, mà đi ngược gió vậy thì lửa của ngọn đuốc nó sẽ phà vô mặt người đó, hoặc là các dục lạc này nó cũng giống như cái đầu rắn độc, hoặc là các dục lạc này cũng giống như dao và thớt nó chạm vào nhau, vân vân, chẳng hạn vậy. Cái 10 điều cái gọi là cái toàn cái nguy hiểm của các dục lạc nó là như vậy. Thì đối với chúng sanh nào mà có cái khuynh hướng về cái dục lạc, thích nặng nề về dục lạc và có đeo đuổi về dục lạc, nhưng mà chúng sanh này có khả năng chứng đắc được đạo quả, thì Đức Phật Ngài thuyết lên những cái pháp đã cho thấy rằng các dục lạc là vui ít khổ nhiều, nó là một giấc chiêm bao chẳng hạn, nó là một khúc xương khô mà giống như con chó nó ngậm, nhưng mà nó không có được cái lợi ích gì hết, nhưng mà nó sẽ bị những con chó khác sẽ tranh giành sẽ tấn công nó, và nó cứ bảo vệ khúc xương nó chạy như vậy, đúng không? Đại khái vậy. Hoặc là cái những dục lạc này nó cũng giống như là cái miếng thịt thúi mà cái con kênh kênh nó bắt lấy, mà nó chưa cái dịp dùng được cái miếng thịt thúi này thì bị những con kênh kênh khác tấn công nó, khi nào nó buông bỏ cái miếng thịt thúi này ra thì nó mới được an lành, còn không thì nó sẽ bị những con kênh kênh khác nó tấn công. Cũng vậy, những người mà có những lợi đắc, những có cái danh vọng mà bám vào trong đó sẽ bị những người khác tấn công, rồi những người khác sẽ xuyên tạc vân vân, đủ chuyện đó như vậy. Cho nên cái ngũ trần này, tức là sắc thinh hương vị xúc này, nó vui ít mà khổ nhiều, vui chẳng bao nhiêu mà nó khổ rất là dễ dàng. Chúng ta chỉ quan sát thôi, một người nam và một người nữ chẳng hạn vậy, họ kết hợp với nhau cái niềm vui rất ngắn gọn, rất ít, rất ngắn, nhưng mà sau đó một cái chuỗi dài phiền não nó nối tiếp theo sau, nó tiếp theo sau. Khi mà có sản xuất những ngũ uẩn, tức là những có đứa con rồi, những đứa con đó phải nuôi nấng nó, rồi phải chăm sóc nó, phải lo lắng cho nó, cái khoảng thời gian nó cực dài, mà cái phần mà vui thích đó, nó chẳng là bao nhiêu cả, như vậy. Mà cho nên các dục lạc này vui ít khổ nhiều, nó là như vậy. Người nào mà Đức Phật Ngài thấy chúng sanh là nghiêng về dục lạc thì Ngài sẽ biết cái người đó thích về cái dục lạc nào và chỉ ra cái dục lạc đó nó là hư hỏng. Ví dụ thì Ngài thấy người này nghiêng nặng về sắc thì Ngài chỉ ra cái sắc này nó không có bền vững, cái sắc này nó không có tốt đẹp, vân vân. Người này thích thú về cái âm thanh thì Đức Phật Ngài chỉ ra cái âm thanh này là nó cũng vô thường, cái âm thanh này nó không có mang lại những cái lợi ích gì, vân vân, đại khái như vậy. Nên Đức Thế Tôn thấy rõ những khuynh hướng nó là như vậy, hoặc là Đức Thế Tôn thấy rõ là
biết rõ chúng sanh này có khuynh hướng muốn thoát ra cái dục, tức là thoát ly dục, không có thiên nặng về dục, có tính nghiêng về thoát ly ra khỏi dục, thoát ra đi dục như vậy. Ngày đó chúng sanh này rất là dễ, và Đức Thế Tôn là chỉ cần khai mở thôi, và chúng sanh đó có thể chứng đắc được đạo quả rất là tốt. Cho nên Đức Thế Tôn thấy biết rõ cái tâm chúng sanh đó, nó có khuynh hướng nó là như vậy. Hoặc là Đức Thế Tôn biết thấy rõ, biết rõ cái chúng sanh này nặng về sân, có khuynh hướng về sân và có cái tánh khí sân, thì Đức Phật ngài thuyết lên cái pháp để diệt trừ sân. Giống như chúng ta thấy rằng ở trong pháp cú có câu chuyện của người vợ bé và người lớn á, họ oan trái với nhau, sự oan trái nó chính là tâm sân. Hết kiếp này tới kiếp kia, hết kiếp kia tới kiếp nọ cho hai vậy. Đức Phật ngài mới thuyết giảng là hận thù, diệt hận thù đời này thì không có được, chỉ có từ bi diệt hận thù, nó là một định luật từ trước đến nay nó là như vậy. Thì nghe xong cả hai người, hai người có duyên lành đó, nữ dạ so và cái cô tiểu thư đó, nghe được cái đó, hai người mới chấm dứt cái quan trái là diệt cái tâm sân đó đi. Mà những khi diệt tâm sân đó, hai người đã chứng đã đạt được cái đạo quả dự lưu chẳng hạn như vậy. Thì Đức Thế Tôn biết rõ cái người này nặng về sân độc, có khuynh hướng về sân độc hay là có cái tánh sân, thì ngài thuyết rõ lên cái pháp môn để diệt trừ sân. Rồi Đức Thế Tôn biết rõ cái người này không có nặng về sân, có khuynh hướng không sân, có tính khí không sân, thì ngài thuyết lên những cái pháp môn để mà thoát ri ra cái thân, cái tâm sân để phù hợp với cái cơ tánh họ để chứng đắc được đạo quả. Hoặc là Đức Thế Tôn này biết rõ, thấy rõ cái người này có tính khí mù mờ, tức là biết người này có cái cơ tính si đó, cái cơ tính trong thân, trong tâm cơ tính si chẳng hạn vậy. Mọi người này có cơ tính tính khí mù mờ giả dội, là khi ná mít tha, khi ná mít tha tức là cái thủy miên không cầm á, không cầm thủy miên đó, khi ná mít tha. Hoặc là người này có cái khuynh hướng giả dội, đang đeo đuổi mù mờ giả dội chẳng hạn vậy. Hoặc là Đức Thế Tôn biết rõ người này nặng về quan tưởng, tức là thích thú với cái hào quang, tức là nó chỉ cho những cái người đang tu thiền định, cứ mong mỏi cái khi mà trong cái đề mục thiền, cái mong mỏi là phát hiện được cái hào quang, thích về cái nặng về cái quan tưởng. Chữ Bali gọi là aloka sanya garuka, tức là nặng về cái tưởng về ánh sáng, tức là quan tưởng đó. Aloka sanya garuka, hoặc là có khuynh hướng về cái hướng, có cái tâm hướng về cái quan tưởng, chúng ta đây gọi là aloka sanya sayá, cái tâm có một khuynh hướng hướng về thích thú về cái hào quang. Mà hào quang nó là một cái chướng ngại ở trong cái thiền minh sát, trong là cái 10 cái phiền não quán mà chúng tôi cũng đã từng giải cho quý vị trong cái thiền quán rồi. Thì hào quang nó là một trong 10 cái phiền não quán đó, nó là một cái chướng ngại. Thì Đức Phật ngài chỉ ra cái hào quang đó nó cũng không phải là một cái trường tồn bất biến như vậy. Hoặc là người mà có tánh khí về quan tưởng, tức là có tính khí về nặng về cái tưởng về cái hào quang, kiểu Bali gọi là aloka sanya, aloka sanya thí mutta, tức là có một cái tính khí về cái quan tưởng, nó là như vậy. Đây là khuynh hướng của chúng sanh, cho nên Đức Thế Tôn này biết rõ cái khuynh hướng của chúng sanh nó là như vậy. Và cái khuynh hướng của chúng sanh này được chia ra thành nhiều cái tiết mục, nhiều cái thành phần. Trước tiên chúng ta nói về cái khuynh hướng ngủ ngầm của chúng sanh. Thì Bát Tí Samhita đặt ra câu hỏi rằng thế nào là khuynh hướng ngủ ngầm của chúng sanh, tức là khuynh hướng ngủ ngầm tới Anusaya đó. Thì có cái bảy pháp ngủ ngầm, bảy pháp ngủ ngầm chữ Bali gọi là Sapa Anusaya. Sapa là số 7, Anusaya là ngủ ngầm. Sapa Anusaya tức là bảy pháp ngủ ngầm. Thứ nhất là ái dục ngủ ngầm, tức là Kama Raga Anusaya, ái dục ngủ ngầm. Thứ hai là bất bình ngủ ngầm,
đó là Patikha Nú Sá Giá. Thứ ba là ngã mạn ngủ ngầm, tức là Mana Nú Sá Giá. Thứ tư là tà kiến ngủ ngầm, tức là Đích Tha Nú Sá Giá. Thứ năm là hoài nghi ngủ ngầm, quý chí kích cha Nú Sá Giá. Thứ sáu là ái hữu ngủ ngầm, tức là khoa quá Raga Nú Sá Giá, tức là hữu ái ngủ ngầm. Và cái thứ bảy nặng nề nhất và khó trừ nhất, đó chính là vô minh ngủ ngầm, ái quý cha Nú Sá Giá. Thì cái Kama Raga Nú Sá Giá là như thế nào? Thì ở trên đời này có sắc gì đáng yêu, đó là bí giá rưu quá đó, sắc gì đáng yêu, sắc gì đáng thích thú, tức là Sapa rưu quá. Thì ái dục ngủ ngầm của chúng sanh nó tiềm ẩn ở nơi đó, ở đời này có những cái sắc gì được gọi là sắc mà đáng thích thú, đáng hài lòng chẳng hạn bạn. Thì cái dục ái ngủ ngầm nó nằm ở trong cái sắc đó. Tương tự đó về những cái âm thanh, những cái mùi hương, những cái vị chất, những sự đụng chạm xúc lạc, những cái vị chất nào là khả ái, những vị chất nào là đáng thích thú chẳng hạn bạn. Thì cái ái dục dục ái đó nó nằm ở ngay ở trong đó đó, nó nằm ở chỗ đó, không ở xa đâu. Chúng ta nghĩ là nó ở xa gặp đó nó mới tới, không phải, mà nó nằm ngay ở trong đó đó, nằm ở chỗ đó. Cái tâm chúng ta hướng về chỗ đó thì cái dục ái nó nằm ở chỗ đó. Cho nên cứ người mà thực hành thiền quán là thấy rõ, khi mà cái tâm nó chưa có tham ái, nhưng mà gặp cái sắc tinh hương vị xúc mà nó thích hợp với cái tâm thì lập tức là cái ái dục nó sinh khởi lên. Vì sao? Vì cái ái dục nó nằm ở chỗ cái sắc khả ái đó đó, ái dục nó nằm ở chỗ sắc đáng thích thú đó, nằm ở chỗ đó đó. Cho nên nó hợp thế là nó tương tác nhau, nó sẽ bộc phát lên. Cũng giống như khối chất nổ với cái khối chất nổ nổ với tia lửa vậy đó. Thì khối chất nổ thì chính cái tiếng nổ nó nằm ở trong khối chất nổ, chứ nó nằm ở mà không phải nằm bên ngoài hay nằm đâu cả, mà nó nằm ở chỗ đó đó. Chỉ có một cái duyên, tức là một cái tia lửa sẹt vô thì nó sẽ tiếng nổ nó phát lên. Và tiếng nổ phát lên không phải ở bên ngoài cũng không phải bên trong, mà nó chính nằm ở trong cái khối thuốc nổ đó. Như thế nào cũng vậy, cái ái dục tùy miên, ái dục nó nằm ở chỗ cái sắc khả ái, sắc khả lạc và sắc hợp ý đó, nó nằm ở trong đó đó. Và khi mà nó gặp cái đó thì cái tùy miên nó, cái ngủ ngầm nó bộc phát lên, nó nằm chỗ đó. Và Đức Phật thật thấy rõ cái ái dục nó nằm chỗ đó. Cho nên trong những bộ mũ sự chúng ta thấy rằng có những vị tỳ khưu ái luyến với những cái nữ nhân, mà cả những vị tỳ khưu này có duyên lành khi được các bạn đồng phạm hạnh đưa tới gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới nói rằng: này tỳ khưu, không phải trong cái kiếp này mà ông bị cái nữ nhân đó làm tai hại, mà trong quá khứ ông cũng đã từng bị như vậy. Và Đức Thế Tôn này thuật lên những câu chuyện tiền thân để cho các vị tỳ khưu nó thấy là cái sự tai hại này ở trong quá khứ mình cũng đã bị rồi, mà giờ mình bị nữa là tại sao vậy? Tại vì nó nằm ở chỗ đó đó, nó nằm ở chỗ đó, và dứt được cái chỗ đó rồi thì vậy đó, lìa bỏ được cái dục nó và chứng đắc được thánh đạo chẳng hạn. Cho nên chúng ta mới thấy cái điều đặc biệt nó nằm ở chỗ đó. Cho nên cái ái dục tùy miên nó nằm ở đâu? Nó nằm ở chỗ sắc khả ái, hoặc là sắc thích thú, sắc hài lòng đó, hoặc là thinh hương vị cái xúc mà thích thú cái thinh hương vị xúc đáng hài lòng, đáng thích thú. Thì cái ái dục nó nằm ở tại chỗ đó, nó không ở xa đâu, nằm chỗ đó, nó trở thành một phiền não dục, nó sanh lên từ chỗ đó là như vậy. Chúng ta được gọi là dục ái ngủ ngầm, như vậy. Còn ở đời có những sắc nào không đáng yêu, tức là Apiya Rupa, không đáng thích thú, Asata Rupa chẳng hạn.
thì bất bình ngủ ngầm của chúng sanh nó tiềm ẩn ở chỗ đó, đó. Nó ở chỗ đó, ở cái sắc đó, đó. Cái sắc nào mà mình không thích thú, cái sắc nào mà mình không hài lòng, à, sắc thú, cái sắc nào mà mình khó chịu với nó, thì chính ở đó cái bất bình ngủ ngầm nó nằm ở chỗ đó, nó không ở đâu xa, nó ngay ở tại chỗ đó. À, cho nên khi gặp tới nó, tất nhiên là một cái sự ngủ ngầm mình nó sanh khởi lên, một sự bất bình nó sanh khởi lên, một sự khó chịu sự khởi lên, nó là như vậy. À, cho nên chúng ta mới thấy này, chính cái sắc tinh hư vị xúc ấy, chỗ đó đó, cái sắc tinh hư vị xúc đó đó, nó có tiềm ẩn ái dục nằm trong đó, nó có tiềm ẩn luôn cả cái bất bình nó nằm trong đó, không đâu cả. Và như nếu vậy muốn trừ diệt được cái đó thì phải điều chỉnh cái tâm, phải thản nhiên đối với nó, tức là không dính mắc tới nó hoặc là không có khó chịu với nó chẳng hạn vậy, thì lúc đó mới đoạn trừ được cái diệt trừ đi được cái ái dục triền miên, nó là như vậy. Và mỗi khi mà một cái ái dục triền miên nó sanh lên, hay là bất bình cái triền miên nó sanh lên, bởi sao? Bởi nó có vô minh nó can dự vào. Bởi vì vô minh sẽ can dự vào do để nó chi, nó thấy để cho anh thấy rằng cái sắc tinh hương vị xúc nó là trường tồn, nó còn mãi mãi cho nên mới tham đắm. Thấy là cái sắc tinh hương vị xúc mà mình không ưa, không thích, không hài lòng đó, nó cũng trường tồn. Cho nó trường tồn cho nên mới khó chịu, mới bất bình đó. Chứ nếu như có trí tuệ nhìn thấy rằng cái sắc tinh hương vị xúc này nó bị vô thường, nó chứa đầy những khổ, rồi nhìn thấy những cái sắc tinh hương vị xúc này, cái mà mình ghét đó, nó cũng bị vô thường, nó không phải tồn tại lâu, thì rõ dĩ nhiên cái sân hận nó sẽ không có, hoặc là cái tham đắm mình nó không có. Ví dụ giống như thấy sắc này, nó là đáng yêu, đáng hài lòng. Nhưng mà khi mà thấy sắc này đáng yêu, đáng hài lòng bởi vì nó có vô minh trong đó. Nếu như có cái trí tuệ nó sinh khởi lên, nơi nào có trí tuệ thì nó không có vô minh. Và cái trí tuệ này là trí tuệ của thiền quán, là thấy rõ rằng cái sắc mà mình thích thú, mình hài lòng đó đó, cái sắc như cái đó nó bị vô thường, nó bị sinh diệt như vậy. Mà do nó sinh diệt như vậy thì cái tâm của cái vị hành giả này nó không có bám nắm trong đó, nó không có dính mắc ở trong đó, nó sẽ không có cái dục ái từ miệng nó sinh khởi. Và đối với những sắc không hài lòng, sắc không có thích thú, thì với cái thiền quán, cái tuệ thiền quán sinh khởi lên. Nếu không có cái tuệ thiền quán thì sẽ vô minh đó, thì nó sanh khởi lên, sanh khởi lên mới cho rằng cái sắc này là nó thường hằng, nó tồn tại cho nên không hài lòng với nó, không thích thú. Bởi vì mình đã không thích thú nó rồi, mình không có hài lòng nó rồi, mà cho nó còn thường hằng cho nên mình mới không có thích thú, không có hài lòng, cho nên tùy miên phẫn nộ nằm trong đó. Ví dụ giống như một cái người mà mình không thích, mà người đó mình không gặp thì là mình sẽ không có khó chịu, nhưng mà khi gặp thì nó khó chịu chẳng hạn vậy. Và nếu quan sát rằng cái người mà mình đã khó chịu đó, cái người mà mình đã khó chịu người đó chết từ lâu rồi, mà nó mất từ lâu rồi, còn cái người này là cái người khác, không phải người đó, mà cái trí tuệ thấy rằng cái người A mà mình khó chịu, mình bực mình ở quá khứ, thì người A nó không có tồn tại, nó đã thay đổi, nó đã mất rồi. Và cái mình gặp ở đây nó chính là cái người B. Cái người B này nương sinh từ người A chứ không phải là người A. Người A không tồn tại, người A đã mất rồi. Và sau khi người A mất, nó nương sinh, nó trở thành một người B. Cho nên không ai giận một xác chết bao giờ cả, không ai mà giận một cái tử thi bao giờ cả. Khi cái trí tuệ quán xét như vậy, cái sắc trước đây nó mình bất bình, mình khó chịu, vì bây giờ nó không còn tồn tại mà nó đã chuyển sang một cái sắc khác rồi, mà mình đi giận một cái sắc mà khác không phải là sắc kia, thì chẳng khác nào mình đi giận một cái, hay là mình khó chịu đối với một cái sắc chết, là mình căm thù một sắc chết, mình bực khó chịu với một sắc chết, vậy là mình là một cái người vô trí. Dạ vậy thì lập tức cái sự sân hận, cái khó chịu nó sẽ chấm dứt ngay lập tức. Do là khi mà cái trí tuệ sanh lên thấy được như vậy thì vô minh biến mất, mà đã vô minh biến mất thì
cái dục ái ngủ ngầm, bất bình ngủ ngầm nó sẽ không sinh khởi. Mà khi mà dục ái ngủ ngầm và vô minh, xin lỗi, dục ái ngủ ngầm hoặc là bất bình ngủ ngầm nó sinh khởi, bởi do có sự tác động của vô minh. Mà khi mà trí thiền quán sinh khởi lên thì vô minh bị đẩy lùi. À, cho nên trí thiền quán mới thấy rằng cái điều mà mình thích thú nó cũng bị vô thường, rồi cái điều mà mình không thích thú nó cũng bị vô thường. À, cho nên diệt trừ đi cái dục ái với cái sân hận là như vậy. Như vậy thì vô minh nó khởi lên ở hai pháp này thì tương tự như vậy, cái tà kiến, cái ngã mạn và hoài nghi nó cũng tương tự như vậy thôi, cũng là do cái vô minh nó sinh khởi lên. À, đây là cái khuynh hướng ngủ ngầm của chúng sanh, nó là như vậy. Điều thứ tiếp nữa, trong cái trí thứ hai này nhận thấy một cái chi tiết khác nữa, tức là sở hành của chúng sanh, sở hành của chúng sanh. Này, chúng sanh thường nói chung một cách ngắn gọn, thường thì chúng sanh sẽ có ba cái sở hành. Sự sở hành này dịch từ cái chữ gọi là sankhara, sankhara. Thì một dạng thứ nhất là chúng sanh có một cái sở hành là tạo phước, tạo phước. Tạo phước đó được cái chữ Pali gọi là phúc hành, tức là punya phí sankhara, punya phí sankhara, tức là cái phúc hành. Tức là trong một chúng sanh luôn luôn có tạo ra ba cái loại thực hành, ba cái hành, tức là a phí sankhara, tức là cao tột đó, hành cao tột đó. Trước tiên là phúc hành, phúc hành. À, tức là munya phí sankhara, tức là thích tạo phước, thích làm phước, thích tạo những điều an lành chẳng hạn như vậy. Nhưng mà dù cho thích hay không thích gì đó, dù cho có tạo những cái việc lành á, thì người này, thì chúng sanh này cũng bị vô minh chi phối. Nếu như nghĩ rằng là cái cuộc sống ở thế gian này nó tốt đẹp chẳng hạn vậy, nhưng mà thật ra thì dù cho có cái phước nhiều nhiều như thế nào chăng nữa, mà không chứng đắc được đạo quả thì vẫn bị lăn trôi trong dòng luân hồi. Cho nên cái sở hành thứ nhất là phúc hành. Ở trong cái cuộc sống này đó thì chúng sanh cũng tạo ra một cái sở hành thứ hai được gọi là phi phúc hành. Ví dụ như là sát sanh, lấy của không cho, nói dối, nói xảo trá, vân vân, hay lừa gạt chúng sanh khác. Thì chữ phi phúc hành, chữ Pali được gọi là apunya phi sankhara, phi phúc hành, mà tạo ra những cái ô nhiễm, tạo những cái tội lỗi. Mà cái phi phúc hành này thì nó rất là tai hại, nó sẽ dẫn xuống bốn khổ cảnh cũng có, nó sẽ dẫn tới cái sự bất an lạc ở trong cái đời sống bình thường cũng có. Nhưng mà họ chúng sanh này nó cũng lại có một khuynh hướng như vậy, nó cũng có làm phước cũng có làm phước, mà mắng chửi thì cũng có mắng chửi, khó chịu thì cũng có khó chịu, rồi cúng dường thì vẫn cứ cúng dường, mà trong cúng dường có khó chịu, tuy khó chịu mà vẫn cúng dường, đại khái như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy cái phúc hành nó cũng có, phi phúc hành nó cũng có. Phi phúc hành là khó chịu, nhưng mà phúc hành là lại cúng dường. Không cúng dường thấy cũng kỳ kỳ, cũng cúng dường, mà cúng dường mà tâm không vui nhá, hiểu vậy. Cho nên chúng ta có thấy có cái dạng nó chúng sanh như vậy. Và dạng chúng sanh thứ ba gọi là bất động hành, bất động hành. Tức là anencha phí sankhara. Bất động hành đây là muốn chỉ cho những vị mà tu thiền chứng đạt được cái thiền vô sắc. Tức là cái thân nó không còn cái lay động nữa. Nó gọi là bất động hành, tức là anencha phí sankhara. Thì những sở hành chúng sanh chỉ có ba cái loại này mà thôi. Về cái thân hành hay ngữ hành hay là cái ý hành thì nó cũng chung quy ý hành này, hoặc là ý nó tốt hoặc ý nó xấu. Ý nó tốt thì nó rơi vào phúc hành, ý nó xấu thì nó rơi vào phi phúc hành. Và cái ý nó tốt thì dẫn tới cái thân nó thực hiện những hành vi tốt, như là không sát sanh, không lấy của không cho, không tà hạnh trong dục lạc, rồi
ý tốt nó dẫn tới cái tâm, cái thân này nó thực hiện những điều tốt, giống như là cung kính, như là phục vụ. Giúp đỡ, không ạ? Hoặc là cái tâm nó tốt, nó dẫn cho tới có cái phúc thành, bằng lời nói, như là nói thật, nói pháp, nói chân lý, nói không chia rẽ, nói không có độc ác. Nhưng mà nếu mà cái tâm nó xấu, tâm nó xấu, thì tâm xấu nó sẽ dẫn tới cái phi phúc thành, tức là nó làm cho thân này sát sanh, lấy của không cho, giả bộ cao thượng, rồi thì không đi ở nơi đông đảo thì tỏ ra nhẹ như là đạo mạo, nhưng mà sao vắng người thì là làm những cái chuyện không tốt như vậy, đúng không? Tức là cái thân nó bất tịnh, mà thân nó làm bất tịnh vậy thì dẫn tới là phi phúc hạnh, nghe vậy. Rồi do cái tâm ô nhiễm cho nên nó dẫn tới những lời nói bất thiện, lời nói dối, lời nói không có thì không có nhu hòa, lời nói ác độc, lời nói thô thiển, lời nói tâm thọc, vân vân, là khá như vậy. Thế thì dù cho có thân hành, cái ngữ hành thì nó xuất phát từ cái ý hành, mà cái ý hành này nếu tốt thì nó được gọi là phúc hành, còn nếu mà ý hành này nó xấu thì được gọi là phi phúc hành, nó là như vậy. Là đối với như vậy mà tu thiền chứng đắc được cái thiền vô sắc được gọi là bất động hành, thì cái đó đây gọi là cái sở hành của chúng sanh. Rồi tiếp theo nữa, một cái chi phần khác của cái trí thứ hai này tức là tính khí của chúng sanh. Tính khí của chúng sanh thì có các dạng chúng sanh có tính khí thấp kém, rồi có các chúng sanh có tính khí cao thượng, dạ các bạn. Chúng sanh mà có tính khí thấp kém á, thì gần gũi giao du với những chúng sanh có tính khí thấp kém. Ở Đức Phật dạy là giới nào đi theo cái giới đó thôi. Cái người mà thích ca múa thì họ sẽ đi thích theo những người ca múa. Còn những người mà thích xem phim thì họ sẽ bàn luận với nhau về phim và họ đi tìm kiếm họ xem phim. Cái giới mà thấp kém, tức là những chúng sanh nào có cái khuynh hướng thấp kém hạ liệt thì họ đi tìm đến những cái chúng sanh có cái tính khí thấp kém hạ liệt để họ gần gũi, họ giao du. Và điều này chúng ta thấy trong xã hội cũng rất là nhiều như vậy. Ngay cả những cái đứa bé chẳng hạn, những đứa nào mà lười nhác không chịu học chẳng hạn, thì nó sẽ kết bạn với những nhóm của nó là những đứa bé lười nhác, và chúng nó rủ ra nhau đi chơi chỗ này chỗ kia, bỏ học nha rồi. Còn những cái đứa bé mà nó có khuynh hướng ham học, thích học thì nó sẽ kết bạn chung với nhau. Cho nên Đức Phật ngài thấy rõ rằng chúng sanh có tính khí thấp kém thì gần gũi với nhau, giao tiếp với nhau. Còn chúng sanh có cái tính khí cao quý thì gần gũi với nhau và giao tiếp với nhau như vậy. Thì trong quá khứ xa xưa, các chúng sanh có tính khí thấp kém cũng đã gần gũi giao tiếp với những chúng sanh có tính khí thấp kém rồi. Điều này chúng ta cũng thấy là tại sao có những cái quan điểm, có những cái lý thuyết mà Đức Phật này gọi cái đó là cái tà kiến, nhưng mà tại sao những cái môn đệ của những giáo chủ đó cũng có, họ cũng thích thú và họ cũng thực hành theo cái lời dạy của những giáo chủ đó, chẳng hạn vậy. Vì sao? Vì trong quá khứ họ cũng đã từng như vậy rồi. Nhưng mà và đối với câu chuyện bổn sanh, chúng ta thấy là khi trong cái hội chúng của Bồ Tát ở năm xưa, ở trong quá khứ Bồ Tát đã hướng dẫn, đã rèn luyện, đã huấn luyện cái những người đi chung với mình có một khuynh hướng như thế nào đó tốt đẹp như vậy. Thì trong hiện tại những cái người đó gặp lại Đức Phật là nó có một cái hấp lực và đi tìm tới gặp Đức Phật. Và chúng ta thấy trong kinh điển có những bà la môn nghe tin Đức Thế Tôn là có danh tiếng như thế này, nữa là muốn tới để mà hỏi đạo, hỏi pháp, để mà vấn an, vân vân. Thì ở trong quá khứ cũng đã từng giao tiếp với nhau, thân cận với nhau,
chứ không phải ngay trong hiện tại này. Chúng ta nghĩ trong hiện tại này nhưng mà chúng ta quên đi ở trong quá khứ cũng đã từng như vậy, tức là một cái thường cận duyên ở trong quá khứ. Ở trong quá khứ tại sao có những người ở trong quá khứ đã từng thích thú với nhau về âm nhạc, thì bây giờ thì trong hiện tại này những cái chúng sanh đó lại cũng thích thú về âm nhạc, bởi âm nhạc đó là ở trong quá khứ họ đã từng giao lưu, họ thích thú rồi. Và bây giờ thấy sanh lên họ thấy những cái âm nhạc đó họ thích thú, họ nghiên cứu, họ học hỏi, thì họ sẽ kết giao với những người có cùng chung cái khiếu âm nhạc với họ. Và những người này không phải mới đây trong hiện tại đây, mà ở trong quá khứ cũng đã từng giao du với nhau, đã cần thích thú với nhau, cho nên trong hiện tại này họ có một cái niềm đam mê giống nhau và họ thích thú với nhau, nó là như vậy. Cho nên cái hiện tại là chúng ta gặp nhau như vậy đó, chúng ta nghĩ là trong hiện tại thôi, nhưng mà thật sự ra ở trong quá khứ cũng đã cũng có những cái tiền duyên trong đó, nhất là cái những cái cận nghi duyên nó nằm ở trong đó rồi. Cho nên Đức Phật ngày dạy rằng chúng sanh ở trong quá khứ xa xưa đó, có chúng sanh có cái tính khí thấp kém cũng đã gần gũi giao tiếp với chúng sanh có tính khí thấp kém rồi. Rồi các chúng sanh có tính khí mà cao quý cũng đã từng giao tiếp gần gũi với những chúng sanh có tính khí cao quý rồi. Cho nên giờ đó, nghe cái, như ông cấp cô độc cho hàng bạc, trong quá khứ cũng đã từng là giao tiếp thân cận gặp với những Đức Phật chánh giác trong quá khứ rồi. Cho nên trong hiện kiếp này chỉ nghe nói nghe nói cái người bạn cưỡng giả của mình là mai cúng dường bậc thực đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, là ông nôn nao để muốn gặp cho được Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng nha, như vậy nha. Bởi vì đối với ông cái này rất là quen thuộc, rất là gần gũi, cũng giống như người nghe đó, người thân mình ở đâu muốn đi tìm tới mình tìm kiếm nó, như muốn gặp ngay là như vậy nha. Cũng giống như do Maha Kapina nha, đang làm vua có một kinh thành rộng lớn như vậy, mà nghe nói Đức Phật đã xuất hiện, Đức Pháp đã xuất hiện, Đức Tăng đã xuất hiện, thì bỏ ngay cái vương quyền của mình, lập tức ra đi tìm Đức Thế Tôn, dù cách xa như thế nào thì cả 1000 người đều ra đi để tìm Đức Thế Tôn như vậy. Nên là chứng tỏ là ở trong quá khứ cũng đã từng gặp nhau, đã từng thân cận rồi. Cho nên thì bây giờ nghe lại giống như tìm cái người thân, nghe biết người thân ở chỗ nào là hoan hỷ thích thú đi tới tìm tới để gặp cái người thân mình, là như vậy. Như nên là ở trong quá khứ đã từng những người chúng sanh nào cao quý đã từng giao tiếp với nhau, ở trong quá khứ những chúng sanh nào thấp kém đã từng giao tiếp với nhau. Cho nên chúng ta thấy rằng trong gia tộc như vậy đó, trong một gia đình như vậy, cũng có anh em cùng chung mẹ, thậm chí hai anh em song sinh luôn, cách nhau khoảng chừng nửa tiếng hồ, nhưng mà người em lại có khuynh hướng khác, người anh lại có khuynh hướng khác, cũng do cái sự ở quá khứ là nó là như vậy rồi, chẳng hạn như vậy. Rồi Đức Phật ngài nói ngài dạy thêm là gì, trong tương lai các chúng sanh có tính khí thấp kém cũng sẽ gần gũi giao thiệp với chúng sanh có tính khí thấp kém. Trong tương lai những chúng sanh có tính khí cao quý cũng sẽ gần gũi giao tiếp với chúng sanh có tính khí cao quý. Để cho chúng ta thấy rằng nếu như trong hiện tại này mà chúng ta cứ giao du tiếp cận là thích thú với những chúng sanh thấp kém, vì một lý do nào đó không biết mà chúng ta thích thú, thích thương giao du gần gũi đối với một chúng sanh thấp kém như vậy, thì trong tương lai, trong kiếp này nếu chứng đắc đạo quả quá tốt rồi, không còn gì phải nói nữa, nhưng không trong kiếp hiện tại này mà không có chứng đắc được cái đạo quả, không có chưa chứng đắc được cái bậc thánh chẳng hạn, thì trong tương lai gặp lại những chúng sanh đó đó, những chúng sanh đó, những chúng sanh mà hiện nay mà mình đã biết rằng đó là thấp kém, đó là hạ liệt đó, mà mình gần gũi mình giao du, lập tức mình sẽ đi tới người tìm họ, cũng giống như tìm người thân vậy. Còn nếu như ở trong hiện tại mình biết đây là chúng sanh này
là có tính khí cao quý, là bậc có giới, bậc có thiền định, bậc có trí tuệ, vân vân. Mình thân cận, mình gần gũi thì nó cũng sẽ tạo cho một cái tiền duyên để kiếp sau mình sẽ gặp gỡ những người, chứ chưa hẳn là gặp lại những cái người trong trong hiện tại này đâu, mà gặp lại những người khác, mà những người khác này có tính khí cao quý, tức là có giới, có định, có tuệ. Mình nghe vậy là mình đi tới, đó là chúng sanh ở trong quá khứ, trong hiện tại này mình gần gũi với những người có giới, có định, có tuệ chẳng hạn. Mà thì cái giới, cái định, cái tuệ đó nó là một cái hấp lực nha, để sau này những người khác, mặc dù là không phải là cái trong hiện tại, những người khác nó cũng có giới, có định, có tuệ, thì cái giới, cái định, tuệ hấp lực để cho mình đi tới gần gũi nhà hay như vậy nha. Giống như mà những thanh nam châm nó có hấp lực lẫn với nhau, nó sẽ đi tới với nhau, nó là như vậy. Còn nếu ở trong này, trong hiện tại này mình gần gũi với những cái người không giới, không định, không tuệ chẳng hạn vậy, những cái người ác xấu, thì ở trong tương lai thì không hẳn là những người ác xấu trong hiện tại đâu, không hẳn, không hẳn, mà có những cái người ác xấu khác nó cũng có tính chất giống giống như vậy đó. Và nó cũng sẽ hấp lực mình để tới tìm cái kiếm thân cận, nó là như vậy. Cho nên Đức Phật dạy rằng là trong tương lai xa thẳm thì chúng sanh có tính chất thấp kém sẽ gần gũi giao tiếp với chúng sanh có tính khí thấp kém. Trong tương lai, những chúng sanh có tính khí cao quý sẽ gần gũi và giao tiếp với những chúng sanh có cái tính khí tốt đẹp cao quý. Đức Phật này không chỉ ra nói là cái chúng sanh đó là từ cái hiện tại nó diễn tiến trong tương lai, nó không phải là một như vậy, mà có những nhóm chúng sanh nó là như vậy. Những nhóm chúng sanh thích học hỏi thì sau này thì không phải là cái người trong hiện tại này mình học hỏi, trong tương lai mình sẽ gặp lại người đó, không có, nhưng trong tương lai mình sẽ học lại những chúng sanh khác cũng có cái đặc tính đó là như vậy, và mình thích thú như vậy. Cho nên chúng ta nếu như trong hiện tại chưa chứng đắc được đạo quả, và nếu chúng ta không có cái biết ngăn chặn thì cái tính khí đó nó sẽ trở thành là một cái tiền duyên cho chúng ta. Nếu như tính khí tốt thì nó dẫn chúng ta đi tốt, mà chính tính khí xấu thì nó sẽ dẫn chúng ta xấu, nó là như vậy. Tiếp theo, một cái chi pháp khác mà Đức Thế Tôn ngài nhìn thấy, tức là Đức Thế Tôn ngài nhìn thấy là chúng sanh nào không có khả năng và chúng sanh nào có những có khả năng. Thì chúng sanh mà không có khả năng đó đó, những chúng sanh mà không có cái khả năng đó là những chúng sanh nó có cái sự chướng ngại do nghiệp, sự cái chướng ngại do nghiệp, những chúng sanh nó có sự chướng ngại do phiền não, và chúng sanh nó có sự chướng ngại do cái thành tựu của nghiệp, rồi chúng sanh đó có cái sự chướng ngại do không có cái niềm tin, rồi chúng sanh đó có cái sự chướng ngại do không có ước muốn, rồi có cái sự chướng ngại do không có cái tuệ, tức là ác tuệ, rồi là không có chắc chắn có khả năng để nhập vào cái bản thể chân chánh tâm các pháp chẳng hạn vậy. Đây là những chúng sanh không có khả năng, và chúng sanh nào có khả năng thì Đức Đâu là thấy rõ chúng sanh mà không có chướng ngại về nghiệp nha, chúng sanh không có cái sự chướng ngại do thành tựu quả của nghiệp, có chúng sanh có cái khả năng do có ước muốn, rồi chúng sanh có khả năng do có trí tuệ, và những chúng sanh này chắc chắn sẽ nhận được nhập vào cái bản thể pháp chân chánh công thiện pháp. Đây là chúng sanh có cái khả năng, tức là trong một nhóm chúng sanh hay là trong đa số chúng sanh thì Đức Phật ngài sẽ nhìn thấy, gọi ra những chúng sanh nào không có khả năng thì Đức Phật ngài sẽ không có thể tế độ được, bởi vì biết chúng sanh này không thể tế độ được rồi, chỉ giúp cho người đó thoát được một ít nào đó mà thôi, chứ người hoàn toàn là chứng đắc đạo quả không thể được rồi. Còn đối với chúng sanh nào có khả năng chứng đắc đạo quả thì Đức Thế Tôn ngài sẽ
À, tìm cách giúp đỡ bằng cách cái một quy luật của vị pháp phương, à, biết được khía cạnh này tốt thì sẽ hướng dẫn vân vân, đại khái như vậy. Thì à, đây là cái trí của Đức Thế Tôn, à, về cái pháp khuynh hướng ngũ ngầm của chúng sanh. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngữ yên ngần ngài, ngữ nơi đền pháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiên bệ cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náo vước hằng xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tinh nữ công phu, đều là thi chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiệu cư châu quận được phận an cương, chúng sanh bốn loại thông thường, đoạn thai tập hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đắng mà dứt khổ chuyện quanh đoa đài, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thành cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thải chúng con tấn hóa trong pháp Phật rồi giáo truyền. Do sự phước báo mà chúng con đã tâm sợ làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm.